Chào các bạn đến với khóa học Microsoft Project Professional. Hôm nay là ngày số 20. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh các giá trị thực tế và các giá trị đã lập kế hoạch trong Microsoft Project để thấy sự khác biệt hay là sự chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch ra sao nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Đây là Microsoft Project tôi đang sử dụng. Dự án này đã hoàn thành. Đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ đi so sánh quá trình thực tế và quá trình kế hoạch của tôi nó khác nhau như thế nào nhé. Thực tế và kế hoạch, planning và actual. Ok, thì tôi sẽ chuyển sang chế độ view khác. Tôi sẽ chuyển là view là task sheet nhé. Đấy, nó dễ nhìn, nó rộng hơn, dễ nhìn hơn. Ok, ở đây tôi có phần thanh trong hoàn thành là complete là 100% rồi đây. Ok, thì tôi sẽ đi thêm cột tiếp theo. Tôi cho nhỏ lại nhé, để nhìn nó dễ nhé. Vì màn hình tôi cũng khá nhỏ. Đây, chúng ta. Ok, tôi sẽ thêm một vài cột nữa là cột là actual của tôi. Actual thì sẽ có là actual cost. Ok, tôi sẽ thêm một cột nữa là actual duration. Actual work. Tôi sẽ có cột là cột variant. Work. Variant, cost variant nè. Ok, còn khá nhiều cột nữa nhá, bạn có thể thêm rất nhiều work chẳng hạn, work variant này, work này, actual work, nó là same, tôi sẽ bỏ qua cũng được. Ok, xem còn cột nào có thể bỏ vào đây được nữa nhé. Tôi sẽ có cột baseline đi, baseline work này. Đấy, baseline là kế hoạch ban đầu của tôi mà đúng không? Thì trong video trước tôi cũng đã nói đến baseline rồi, tôi sẽ xóa cột này đi này, hai này đi này, baseline cost này. Chúng ta có cột work variant này, actual duration này. Tôi sẽ có là cột baseline duration, thêm cột đấy nữa. Baseline duration. Ok, tôi sẽ để nó bên cạnh nhau nhé. Baseline cost này, tôi kéo cột này baseline vào bên cạnh cột baseline actual duration. Đấy, actual cost thì sẽ baseline cost. Sau đó cost variant sẽ để bên đằng sau. Baseline work thì ta sẽ có là actual work. Đấy. Ok, tôi sẽ bỏ cột này đi này. Duration, actual duration, baseline duration. À đây có. Thì do tôi sẽ có là work variation. Tôi thêm một cột nữa đi là cột duration variant xem nào.
duration variant đây. Đúng không? Rồi. Lúc này tôi đã gom nhóm các nhóm lại với nhau nhá. Tôi sẽ đổ màu cho nó dễ nhìn này. Cho bạn dễ hình dung thôi. Ok. Lúc này tôi đã có 3 nhóm đúng không? Đầu tiên tôi có cuộc duration của tôi là gì này, work của tôi ra sao này, và cái cost mà tôi phải chi phí cho dự án là sao đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể đi so sánh. Đấy. So sánh các thành phần như này đúng không? Thì bạn để ý actual của chúng ta là chúng ta mất 30 ngày. Nhưng plan của chúng ta lại mất, tôi làm ở baseline 1 đến baseline 1. Baseline ban đầu là tôi chỉ có mười mấy ngày thôi, để tôi xem lại. Câu này không dùng được ở đây rồi, baseline 1. Baseline tôi sẽ phải baseline. Baseline cost đây. Kia là baseline 1, tôi baseline theo giai đoạn. Bạn xem lại video trước thì tôi sẽ có từng giai đoạn nhá. Tôi sẽ bỏ cái này đi này. Delete hai column đi này. Bôi màu lại. Ok. Tiếp theo như cột baseline cũng vậy, tôi cũng phải là baseline duration chứ không baseline 1. Baseline duration. Đấy. Kéo vào đây. Rồi tôi xóa câu này hả? Hãy đi này. Nhỏ lại. Ok. Bây giờ chúng ta đi so sánh đúng không? Kế hoạch tôi là 17 ngày, thực tế tôi là 30 ngày. Độ trễ của tôi bị là 13 ngày. Quá chính xác đúng không? Bạn phải đi so sánh. Đây là summary, nó số con số tổng nhá. Bạn phải đi chi tiết ở bên dưới. Đấy. Chúng ta sẽ có là cái task đầu tiên không sao này, task số 2 không sao này, task số 3 không sao. Nhưng task bên dưới bị 1 ngày này, 2 ngày này, 10 ngày. Đấy. Nó có 3 cái task này là dẫn đến chúng ta bị chậm 13 ngày. Ok. Tương tự như work cũng vậy đúng không? Chúng ta sẽ có bị chậm là bao nhiêu giờ đây. Đấy. Ba task, chỉ có 3 task này bị chậm thôi. Và đây là số giờ bị chậm, tổng số giờ bị chậm. Đúng không? Tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái cost 3 task này bị tăng lên đây này. Đúng không? Đấy. Ok, thì sau khi bạn hoàn thành dự án rồi, hoặc là có thể dự án không nhất thiết phải hoàn thành, bạn mới đi so sánh như này nhé. Bạn có thể là trong quá trình diễn ra dự án chạy giữa các spin này, nếu bạn làm công nghệ thông tin này, hay các phase, hay các giai đoạn vân vân, đúng không? Thì bạn có thể là thiết lập những cái so sánh như này để phản ánh được cho bạn là thấy là từ đó bạn có thể có một cái nhìn tổng quát về dự án của mình. Mình xem mình đã sử dụng nhân lực đã chính xác hay chưa, đã tối ưu hóa hay chưa, và cái tổng số tiền cost mình đã tiêu tốn trong dự án là bao nhiêu, đã vượt quá cái budget của dự án hay chưa. Từ đó mình có những kế hoạch phù hợp nhất, đúng không? Ok, thì tôi sẽ kết thúc video tại đây. Sau khi các bạn hoàn thành video này, bạn cũng đã biết là cách làm sao chúng ta đi so sánh các số liệu thực tế và số liệu kế hoạch trong dự án của các bạn, đúng không? Để từ đó bạn có những cái action phù hợp nhất, tối ưu nhất cho dự án của mình, đúng không? Chắc chắn là chạy trong dự án ấy, đúng không? Hai phần liên quan đến tiến độ và chi phí là bạn phải để hay tiếp theo nữa là nguồn lực, đúng không? Thì mình phải cực kỳ chú ý, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến dự án của mình, đúng không? Tất cả đội chi phí này, không có nhân lực bị thiếu này chẳng hạn này, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến dự án. Bạn không hoàn thành được dự án đúng với cái thời gian mình commit với khách hàng, đúng không? Như vậy là dự án bị fail rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nếu các bạn có comment thì hoặc là có thắc mắc gì thì gửi mail cho tôi nhé, hoặc là comment vào trong video, tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye, chúc bạn vui vẻ.